Chào em, anh là Quách Ngọc Tiên, em có phải là Khánh không? Dạ, chào anh. Chương trình Giải Mã tuần này sẽ gửi đến quý vị khán giả một nhân vật rất đặc biệt, Đinh Khánh. Cuộc sống tích cực là cái tên đang dần trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng, bởi chàng trai này có một nghị lực rất phi thường trong cuộc sống. Mặc dù bị khiếm khuyết đôi chân, nhưng Khánh không để số phận quật ngã ý chí của mình. Khánh luôn rèn luyện sức khỏe cho chính bản thân mình mỗi ngày để tạo nguồn năng lượng tích cực tốt nhất, truyền tải những điều ý nghĩa nhất đến với các bạn trẻ, để các bạn trẻ phải luôn biết trân quý cuộc sống của bản thân mình hơn. Cùng chương trình Giải Mã đến thăm và tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống thú vị của chàng trai nghị lực phi thường này nha. Dạ, anh mời anh ngồi chơi. Công việc của em là chốt đơn ở trên mạng, là em bán cái gì Khánh? Dạ, em thì em bán online, thì chủ yếu là bán túi sách rồi quần áo đồ đây. Dạ. À, cuộc sống em ở đây là em sống với ai? Em sống với ba mẹ và em của em, hai đứa em của em. Thêm được biết đó, em không phải là người ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi. Quê em ở đâu lận? Gốc á thì là ba mẹ thì ở Hà Tĩnh anh. À. Còn khi mà em sinh ở trong Đắk Lắk ấy. À. Còn em giờ thì sống ở đây. Em sinh ở Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ba mẹ là chuyển xuống đây ở với em luôn rồi. Dạ đúng rồi. Chuyển từ xuống đây từ lúc mà em bị á là xuống đây với em luôn. Em rồi bây giờ anh ngồi nói chuyện như vậy thì có ảnh hưởng với công việc chốt đơn gì của em dạ, của khách không? Không sao, có hai bạn làm rồi nên là anh em mình cứ nói chuyện thoải mái thôi. Ok, vậy anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện cho vui vẻ, chia sẻ về đời với nghề tí xíu. Dạ, dạ, dạ. Ok anh, cũng okay, Khánh, đây. Bây giờ anh xin lỗi cho anh hỏi, anh khơi lại tí xíu. Không sao, khi mà em phát hiện cái căn bệnh của mình là như thế nào? Em bị năm 2018 ấy, tháng 4 2018. Cũng mới đây, mới có 2 năm. 2 năm. Cách 3 hôm thì em vẫn đá bóng bình thường. Tối đó em vẫn đi sinh Nhật Bản. Thì sáng mai về thì vẫn dậy ăn uống bình thường, vẫn làm việc bình thường. Để đến trưa nó đi qua cái nhà mới để dọn đồ để qua nhà mới ấy. Xách một thùng nước chuẩn bị lau thì tự nhiên chân em nó mỏi. Cái biểu hiện lúc đó ở nhà thì em cảm thấy nó tê chân. Nó tê cái đầu ngón chân á. Em nghĩ là mình ngồi nhiều, đang làm việc ngồi nhiều nó bị tê như mấy lần trước thôi. Thì em nói em là chở anh về. Anh nghỉ xíu sao mà bọn em cứ dọn đi, anh về anh nghỉ. Anh thấy mệt quá. Thì về nhà em nằm một lát thì chân em cảm giác nó không đứng được nữa luôn. Chân như kiểu là bị không còn cảm giác nữa. Là mình không làm chủ đúng cái, không, không đứng được nữa. Một đôi chân luôn hay là một đôi luôn anh. Là lúc đó là em gọi bảo em về. Sau đó là gọi taxi đưa lên bệnh viện liền. Thì lúc em lên bệnh viện là Gò Vấp. Thì khi em vào bệnh viện thì họ làm xét nghiệm. Họ xét nghiệm em thì họ mới nói là có thể bị thiếu kali máu, rồi tụt canxi gì đấy. Thì họ mới chuẩn đoán sơ sơ như thế cho em thôi. Thì bắt đầu họ mới bảo thôi cái này bây giờ họ chuyển tuyến cho em. Họ chuyển tuyến em lên bệnh viện 1,5. Thì lên đó họ lại tiếp tục xét nghiệm cho em tiếp. Đó, thì lúc đó chân em bắt đầu nó bị tái rồi. Có nghĩa là nó nhợt nhợt rồi. Là máu không lưu thông tới đó được. Sau vài tiếng có kết quả thì họ nói với em là khả năng mình bị tác động mạch máu. Có nghĩa là họ diễn tả cho em hiểu là cái chi máu của mình là nó thế này, xuống chân thế này, nó chia xuống này. À như này nó sẽ chia hai chân này. Em tắc ngay ở giữa nó luôn. Thì khiến cho máu nó không lưu thông xuống hai cái đôi chân của em. Chứ người ta không có cách nào xử lý cho nó thông được cái đó thôi. Thì họ mới nói em là bây giờ họ sẽ gọi cho bên bệnh viện Chợ Rẫy. Mời bác sĩ giỏi xuống đấy để chuẩn đoán cho em cho nó chính xác, đưa ra quyết định cuối cùng. Em bảo thôi cho em xin em lên luôn đi. Lỡ có chuyện gì đó thì mình còn xảy ra cho nó mình làm đấy, nhanh. Thì bác sĩ mới thông báo lại là bên trên đó đồng ý chấp nhận em. Thì bắt đầu làm giấy tờ gấp rút là lúc đó 12 giờ khuya rồi. Lúc đó em nằm ở bệnh viện đó là rất đau rồi. Có nghĩa là chân em nó có cảm giác mà máu nó không lưu sống, nó kiểu như muốn nổ tung. Mình có cảm giác là muốn nổ tung cái chân của mình. Nó khó chịu lắm. Dạ, khó chịu. Nó tức ở trong cái mạch máu á. Sau đó là em được chuyển lên Chợ Rẫy. Lên đến thì cũng 1 giờ sáng. À lúc đó cái thông tin em bị bệnh là gia đình ba mẹ đã biết chưa? Dạ chưa. Buổi chiều thì em có nói là em đi khám. Ừ. Mà, tại ba mẹ nhưng gọi. Nhưng chưa biết một cái thông tin lớn đúng như rồi. Vậy đúng. Mấy đứa em mới bảo là ba mẹ đừng lo, anh Khánh đi khám bệnh thôi, có gì con báo sau. Ừ. Nói vậy chưa không báo là anh bị gì cả. Khi mà lên đến bệnh viện Chợ Rẫy á. Một lúc sau bác sĩ ra xét nghiệm tiếp cho em. Họ đến họ nắn chân, họ xem mình còn cảm giác ở dưới nữa không. Thì đó là thực sự là không có nữa. Thì bác sĩ mới đi vào họ chuẩn đoán, họ xét nghiệm, họ mới đưa ra họ ra. Tầm đó là 2-3 giờ sáng vậy. Thì họ ra họ thông báo là chân của em đã bị hoại tử. Chân của em đã bị hoại tử. Và bây giờ chỉ có một cách cuối cùng đó là cưa đi cái khúc đó thì may ra mới giữ được tính mạng của em. Đó, em chỉ có một điều nghĩ đó là em nghĩ làm sao chỉ được mình được sống rồi. Được nhìn thấy ba mẹ của mình, nhìn thấy hai đứa em của mình, gọi là em được rồi. Khi em nghĩ cái điều đó xong thì bắt đầu là em mới nói em là
em cứ ký giấy cho anh. Nhưng mà trước khi em lấy điện thoại, em gọi về cho ba em. Lúc đó là em gọi cho ba, em không dám gọi mẹ. Thường gì ba vẫn dạ, là mẹ người đàn ông thì... Em gọi là em muốn thông báo cho ba như vậy và cũng gọi là em xin. Khi em quyết định cưa cái chân là em phải xin ba mẹ trước dạ. Tại dù gì ba mẹ cũng là người tạo ra cái hình hài của mình. Em nghĩ như vậy đó, em gọi về em nói là ba, giờ con như vậy rồi, giờ con còn cách nào nữa, giờ con xin ba cho, ba mẹ con cho xin phép được quyết định bỏ đi đôi chân này của con. Nó ba em là đứng người luôn, không biết nói gì nữa. Em nói là có gì sáng mai, con không biết là sáng mai con có thể sống được nữa hay không. Nhưng con muốn là ba mẹ sắp xếp sáng mai xuống đây với con. Là trong đêm lúc đó là ba cúp máy là bắt đầu là sửa soạn quần áo, đồ vé, bắt máy bay xuống sân bay Khánh Hòa là bay thẳng vô Sài Gòn luôn. Ca mổ của em là 6 giờ sáng lúc đó luôn. Gấp lên rồi, tất cả các mọi ca mổ khác là họ rời hết, ưu tiên cho em mổ trước. Là 6 giờ sáng, em nó gấp quá rồi, không thể nào mà chậm hơn được. Tại bác sĩ nói nếu mà em chậm hơn, nếu không bỏ có thể nó lan lên trên này, em sẽ mất mạng. Đó, và khi mà bác sĩ thông báo là cái này là 50-50, một là em có thể sống, em vượt qua được hay không. Là nói chung là chuyện may rủi thôi. Đó, bây giờ một 50-50 giữa cái sống và chết, thì em phải chọn. Bây giờ thôi hết cách rồi, cách cuối cùng mình cưa chân thôi mình chọn. Em lúc đó chỉ nghĩ mình sao mà mình sống là được, sống là được. Lúc đó em trong đầu em sẵn sàng với mọi thứ, em gọi hai đứa em vào, dặn dò hai đứa. Dặn dò anh có ví dụ mai mà anh phẫu thuật mà có chuyện gì, có lỡ chuyện gì mà không được thì hai đứa thay. Thì nói gì nói vẫn còn may mắn. Hiện tại bây giờ thì em vẫn tinh thần vẫn được thoải mái, vẫn được bên cạnh ba mẹ, bên cạnh gia đình. Và mọi thứ công việc nó vẫn ổn định hơn. Nói chung là khi mình trải qua được cái biến cố cuộc đời như vậy, mình cảm thấy nó quý trọng. Đúng rồi, thật sự anh chỉ là nghe qua những gì em kể thôi. Thật sự là lúc nãy anh muốn rớt nước mắt, nhưng mà chính bản thân anh phải kìm lại. Tại vì em là một người quá mạnh mẽ như vậy rồi, mà bây giờ anh là nghe câu chuyện đó lại rớt nước mắt ở đây thì đâm ra nó cũng không hay lắm. Có nhiều người bảo em tại sao quyết định vội vã như vậy. Nhiều khi mình nghĩ lại cũng không biết phải nói thế nào, nhưng mà giờ chuyện nó qua rồi. Nhưng mà nhiều khi mình không quyết định, mình chẳng biết là cuộc sống mình như thế nào cả. Nếu mà em không quyết định liền, sợ thật sự nói xui á, bây giờ chưa chắc mình đã được như vậy. Đúng rồi anh. Bây giờ ai có nói là tại sao vội vã như vậy thì thôi mặc kệ. Cứ coi đây là một quyết định sáng suốt của mình để đi, bây giờ mình được như vậy là hay lắm rồi. Ngoài cái công việc mà em bán hàng online thì em còn có một kênh YouTube nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Kênh YouTube đó em thành lập lâu chưa? Em thành lập đúng một ngày 1 tháng 6. Mới 6 tháng thôi. Thì em lập cái kênh đó thì em mục đích mong muốn là có thể chia sẻ cuộc sống của em, cũng như là mình truyền tải đi cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, để mọi người hiểu thêm về cuộc sống. Họ hiểu thêm cuộc sống ý nghĩa như thế nào, mà cần phải trân trọng nó như thế nào. Kênh YouTube đó là em tự làm trực tiếp với bên YouTube luôn dạ. Hay là em phải thông qua một đơn vị nào ở đây để mà bảo trợ cái kênh đó của em? Dạ không, em không có thông qua ai cả, em tự em làm. Em tự mày mò, em tự tìm tòi, em dạ, tự làm được luôn dạ. Từ học cách làm clip như thế nào em về em cắt ghép cũng làm được. Anh nói thiệt, bản thân anh bây giờ anh muốn làm gì anh chưa làm được. Vậy anh biết chắc chắn kênh của em bây giờ cũng là mấy chục ngàn lượt subscribe rồi đúng không? Dạ, thì bây giờ đối sót cũng tiền cũng đã chuyển về cho em rồi. Dạ. Là em sẽ tự gửi tài khoản, em tự để bên kia rồi bên kia cái hàng tháng bao nhiêu người ta chuyển về cho em hết. Thu nhập ổn định không? Nói chung là em cũng có gọi là một chút thì em cũng có chia sẻ lại cho một phần bên kênh của anh Độc Lạ Mỹ Dương Anh Phú. Em chia sẻ là một phần doanh thu cho anh đi, ví dụ anh đi gặp những ai hoàn cảnh chúng may mắn giống em nhờ anh đó chia sẻ lại. Hay quá vậy. Thì em chỉ nghĩ điều là em bây giờ như vậy là quá may mắn rồi. Và số tiền đó thì cũng không phải là của em, mà là mọi người xem ủng hộ em thì em nghĩ là mình cần phải cho đi. Em cho đi, mình thấy công việc của mình cũng ổn định rồi, mình có thể kiếm tiền em lo cho gia đình của em, cũng như cuộc sống em ổn định. Em nghĩ là mình chia sẻ lại thì cũng không có gì là đáng kể cả. Nói chung mình chỉ giữ lại một chút cho nó mình để mình tiếp tục công việc thôi. Và cái định hướng của em đó, nếu em có một ước nguyện đó là mình làm cái quỹ, thì có thể ngày mai em sẽ ra ngân hàng em làm một quỹ riêng, gọi là để trao tình yêu thương, một cái tên đó em chưa nghĩ ra, em nghĩ ý nghĩa gì đó. Tiền em gửi vào đó thì em kêu gọi ai mà thương họ, tin tưởng mình thì để mình có thể thành lập một cái quỹ như vậy, để giúp đỡ cho những người thiếu may mắn giống như em, cũng như là những người già hoặc là trẻ em gì đó thiếu may mắn em thể giúp. Bây giờ Khánh có thể cho anh tìm hiểu cái cuộc sống hàng ngày của Khánh như thế nào không? Dạ, được anh. Rồi mời anh lên nhà em. Đây em dịnh cho. À được rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Ủa rồi mình lên như thế nào? Em đi tay lên thôi anh.
Đi lên thế nào anh, một lúc anh sẽ biết. Rồi có cần phải đem chiếc xe lên không? Rồi mời anh lên nhà em chơi nha. Đó, em chống như vậy em đi thôi. Rồi một ngày em đi lên đi xuống thì thường không Khánh? Thường anh, cả chục lần anh. Căn phòng của em đây hả? Dạ, phòng em đây. Ủa thường thường em quay clip thì quay như thế nào? Em bình thường quay thì có em trai em quay cho em. Hoặc là nhiều khi không có thì em tự em set máy rồi đó. Em tự em set máy em quay. Hiện tại bây giờ thì em có đang làm một clip nào trên này dở dang hay như vậy? Dạ, có anh. Nếu vậy có gì... Thích Khánh dựng lại một cái cho anh xem. Ờ, vậy Khánh chỉ cho em cái cách dựng như thế nào hả? Rồi. Cái này phải trèo lên đây. Tất cả mọi thứ từ đây anh dẫn cho. Rồi, à, bước lên. Rồi, xoay vào đây, xoay. Đó, thì đây là cái máy tính mà em hay dùng để dựng phim này. Cái này thì là phần mềm mà dựng phim chuyên nghiệp của mấy YouTuber rồi này kia đó. Đầu tiên khi vào cái kênh của em, họ sẽ qua xem qua cái này. À, clip mở đầu. Ủa rồi nhạc em làm như vậy là có dính bản quyền không Khánh? Em dùng nhạc miễn phí ấy. Em dùng nhạc ở trên YouTube ấy. Rồi sao em biết được cái nào miễn phí cái nào không? Mình sẽ tìm tòi cái đó đúng không? Dạ. 45.000 gần 50.000 rồi. Dạ. Sắp lấy nút bạc. Còn lâu lắm. Qua năm sau lấy nút bạc chắc luôn. Sao không? Anh có cảm giác là tất cả cái thao tác của em trên này gọn gàng quá vậy? Ngày xưa em có học bên cái này không? Nói chung em tiếp xúc máy tính thì khi mà em bán online nhiều thì em sẽ tiếp xúc nhiều với máy. Ừ. Nên là em biết, nên là mình cứ thao tác quen. Ủa như ngày xưa là Khánh học ở đâu? À, em học ở dưới Đắk Lắk mà em học hết 12 thôi ạ. À, học hết 12 là em lên trên này đi làm. À, em làm được một thời gian ngắn rồi. Em học hết 12, sau đó em đi làm nói chung công việc nặng. Ừ. Hồi đó gia đình em cũng khó khăn rồi. Thành ra ba ốm rồi, thế là em không được học. Là em phải ở nhà, em là con đầu. Hồi đấy em tự em kiếm sống từ hồi đó, em lo cho gia đình dưới đấy rồi. Quá giỏi. Có công việc. Đó, em tự quay và em đi vậy thôi. Dạ, nói chung cũng dễ, không khó lắm anh. Mình chỉ cần cắt ghép, ví dụ như mình cần cắt cái khúc này đúng không? Mình cầm đây. Đây mình có biểu tượng dao lam này, cái dao ấy. Là để cắt đó đúng không? Dạ, mình cắt khúc đó, mình cắt khúc đây đi. Mình cắt ví dụ mình cắt cái khúc dư này đi. Mình xóa đi xong mình kéo cái đoạn mình cần mình nối lại. À. Đó, mình nối lại thế này là được video tiếp. Nói chung mình cứ để tất cả mọi thứ nó đời thường nhất có thể, gần gũi khán giả nhất có thể Khánh ha. Mình cắt mấy cái mà sơ sơ đi thôi. Ừ. À, mình cảm thấy cái nào nó không hay thì mình cắt đi. Ok thôi. Em rồi anh thấy ngoài kia có tạ tay là em cũng tập thể dục hàng ngày vậy đó. Nói chung là mình rèn luyện cái cơ tay cho nó khỏe để mình di chuyển cho nó thuận tiện thôi. Em lúc mới bị á, cái tinh thần của mình như vậy, rồi những người xung quanh nó có ai dè biểu, ai nói này nọ không mà mình đâu? Không, em không nghĩ là có đâu. Em mới bị em buồn lắm. Em cũng có suy nghĩ tiêu cực luôn ấy. Dạ, em cũng nhiều lần muốn kết thúc mọi thứ. Đã từng như vậy? Có anh ạ, có chứ. Chắc chắn phải có, vì là lúc đó mình hụt hẫng lắm. Còn mình kiểu là mình cảm giác như mình đang bị... Hồi đó em chưa dậy được á, em cảm giác như mình làm phiền gia đình quá. Em thấy gia đình của mình đau lòng này kia, em cũng cảm giác như là mình... Tại sao mình như mình là một gánh nặng? Dạ, mình như gánh nặng gia đình. Lúc đó em có suy nghĩ như vậy. Có một cái kỷ niệm thế này mà làm em quyết định, hoặc là một suy nghĩ mà làm em suy nghĩ mà em quyết định phải thay đổi luôn. Thì vào cái năm đầu tiên, cái Tết đầu tiên mà em trở về nhà, là Tết năm 2018. Thì lúc đó ba mẹ và em cũng mới, thì em như vậy rất là buồn, không ai nào mà nghĩ đến ăn Tết ạ. Lúc đó thì cảm thấy lúc đó là 12 giờ đêm, lúc mà chuẩn bị bắn pháo hoa để đón giao thừa đó anh. Thế là mẹ nấu một mâm cơm, cùng làm mâm cơm để thắp hương cúng bà. Thì lúc mà 12 giờ thì ba mới thắp hương, thì ba òa khóc, ba khóc to, chưa bao giờ thấy ba khóc như vậy. Thì lúc đó chỉ là một người ngồi một góc, thì ba chỉ có nhiệm vụ ra để thắp hương cho xong thôi. Thế là ba khóc. Thì ba khóc thì bắt đầu trong ngày là mẹ khóc và em, hai đứa em cũng khóc. Và em khóc luôn. Kiểu là mình buồn quá, mình cả, chưa bao giờ mà đón cái Tết như năm nào như năm này. Khóc xong bắt đầu là ngồi cả gia đình tâm sự, ngồi nói chuyện với nhau, vừa nói vừa khóc kiểu đó.
kiểu như thôi bây giờ cố gắng mọi người động viên nhau để vượt qua. Ăn Tết xong em có suy nghĩ là mình không thể nào mà tiếp tục như vậy được, mình cứ bụ ủ rũ nằm một chỗ trong nhà như vậy thì ba mẹ mình sẽ buồn rất là nhiều, buồn đó, và khiến cho gia đình của mình nó sẽ đi xuống. Em hai đứa em của mình cũng buồn mà không thể nào làm việc, tập trung làm việc được, tại vì ai cũng thương em cả. Em nghĩ là bây giờ mình phải thay đổi thôi, cuộc sống của em cũng không phải là nằm trong nhà thế này được. Em lúc đó em bắt đầu là hoa Tết em bảo em mua xe cho anh. Em bảo là sau đó em lúc đó em ở trong nhà nhưng em vẫn kiếm tiền bằng việc bán hàng. Em bắt đầu làm việc và em kiếm tiền em mua xe lăn. Trong 3 tháng em kiếm tiền được mua xe lăn lại em đi đó, thì em đi xuống chung cư thì mọi người mới nhìn thấy em, nhìn thấy một thằng như vậy đang đi xuống, họ lúc đầu họ ngỡ ngàng luôn. Từ lúc em bị là em không có ra ngoài, em nằm trong phòng biết rồi. Thì em xuống thì em lúc đầu em nghĩ là chắc người ta sẽ nghĩ mình thế này kia, nhưng mà em này không, em xuống thì được mọi người nhìn thấy em họ thương. Dạ, mấy cô bác này kia đi thể dục thấy em như vậy mà họ hỏi là con vào đây lâu, ở đây lâu chưa. Em bảo là dạ lâu rồi nhưng mà sao bây giờ mới thấy. Dạ, thì bây giờ em xuất hiện mà, thì họ mới lạ, họ không nghĩ là em ở đấy. Thì họ mới cho em xuống, thì thỉnh thoảng xuống gặp cô bác này kia, họ nói chuyện gần gũi với mình cảm thấy là em mới nghĩ sợ sao mình không xuống đây lâu hơn ta, không xuống đây để mình thấy cây cối rồi chim nó hót, rồi thấy xe kiếm xe cộ nó chạy qua chạy lại. Có những câu chú nhưng mà là em từ đó em thay đổi luôn, là em tự tin vào bản thân mình, là em tìm lại được cái cuộc sống trước đây của em mà em không còn buồn nữa. Dạ, hôm nay con may mắn con được ghé gia đình mình chơi, con được trò chuyện với em Khánh, biết được một phần về tính cách của em Khánh như thế nào. Và bây giờ con lại may mắn hơn nữa, con được ăn cơm, bữa cơm gia đình của mình nữa. Dạ, lúc nãy con trên lầu đi xuống là con nghe mùi thơm nhiều lắm rồi. Cô chú, bây giờ cuộc sống hàng ngày của cô chú là ở đây là cũng lo nội trợ cơm nước cho em Khánh với là mấy anh em trong nhà hả cô? Cô thì đi chơi là nội trợ. Dạ. Chiều mà có hàng nhiều cân thì con phụ cho con đóng hàng. Đóng hàng luôn. Đóng hàng xuất sắc. Ghê. Thôi mời anh ăn cơm với nhà đình em nha. Con mời chú, con mời cơm. Mời anh, ba mẹ ăn cơm mà. Chú, khi mà Khánh gọi điện thoại về báo cho chú á, lúc đó chú cảm thấy làm sao? Thì cái hai ngày này là hai cháu về chơi gia đình. Những ngày hôm sau cháu bị là đêm đỏ là đang nửa đêm. Dạ. Thấy cái điện của cháu về này là ba mẹ xuống với con, con bị cắt chân. Chừng này là chú là ngỡ ngàng như kiểu giấc mơ á, đang còn hồi hộp trong tim á. Dạ. Sau đi tỉnh lại một cái là nói mẹ này là thôi đi ra xuống với con. Dạ. Con có chuyện gì rồi ra chừng chứ nói là cắt chân. Dạ. Và mẹ chừng nữa cũng là giống con. Chừng nữa mà nói là cắt chân là có như mẹ cũng đứng tim hoặc như đó. Rất là cảm xúc lúc đó á. Sau đó xuống với cháu nói là bắt đầu vậy ra xuống đến tận bệnh viện Chợ Rẫy là đi máy bay xuống không kịp là con cháu bị cắt thôi. Trên đường đi chắc mình cũng cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với em. Vâng, đúng rồi, trên đường đi cũng cầu mong cái chuyện là có cháu sống được thôi. Vậy khi mà cô chú tới là Khánh đã phẫu thuật xong rồi? Xong rồi, mình cắt bỏ hai chân rồi. Dạ. Thế là cháu này thôi chứ con lúc đó gặp Khánh rồi sao chú? Chú lúc đó thì cháu khóc đấy nha, chú cũng khóc được nữa. Bởi vì cũng đè nén lòng thì mình cảm giác là một người đàn ông trụ cột của gia đình, mình phải giữ lại cái cảm xúc đó chứ. Đúng mình mặc mà khóc nữa. Đúng thì rồi. Lúc đó gia đình thì coi như là gãy quỵ hết. Nhiều khi thương con như là trong vậy một cảm xúc mạnh á, nên mình á cũng có sợ là vào thăm cháu là chỉ một người vào thôi, họ không cho vào đông. Cô ơi, nãy giờ con thấy cô rất là nhẹ nhàng, cô từ từ cô. Nhưng mà con hiểu được tâm lý của một người mẹ như thế nào. Mẹ lúc nào cũng sâu sắc, mẹ lúc nào cũng dành một cái tình cảm thật sự là rất là thiêng liêng dành cho con. Cô cảm giác mọi thứ như thế nào khi mà em Khánh đang có một cái tinh thần rất là thoải mái con? Thì như 2 năm trước thì Khánh nhân bệnh thì cô lo rồi sự có chuyện gì xảy ra nữa. Dạ. Cô sự mất con thì cô buồn nhiều, như kể từ mà nó khỏe thời gian tháng năm thứ ba đấy là thấy sức khỏe nó thấy khỏe. Dạ. Thấy nó ăn uống là dư cũng kiếm chí mấy đấy, cô vẫn yên tâm. Thì nó làm việc thấy cũng làm cả ngày rồi mới thấy anh năng lượng nó nhiều. Anh ta kể là chăm chỉ, con gái sẽ chịu khó. Thương yêu gia đình anh em thì má mẹ là anh chăm. Vì vậy là đủ rồi con ha. Anh thời gian đấy nói chúng con cái làm ăn cơ cổ
cũng đỡ tạm thì cô vẫn yên tâm hơn, cô lo nó ra nhé, cô vẫn lo kinh tế nè, bởi vì xuống đấy nè, dưới nhà thuế cô lo. Dạ. Con cái ông nội chúng làm ăn cũng tâm tam nữa, có dù trám tài á, kiếm nhà kiếm cửa thì ngày nào thì cô vẫn yên tâm hơn cái thời gian trước á. Dạ. Cô lo sức khỏe ông nội, cô vẫn lo kinh tế. Dạ. Mình nó khó khăn á, nên như kể từ như có con khỏe mạnh đấy, chứ thời gian để có bạn gái nữa nè, cô vui lắm. Khánh ơi, anh thấy được, anh rất quý, anh rất tôn trọng cái tình cảm, cái mối quan hệ của gia đình của em. Và sẵn đây thì Khánh có gì muốn nói với ba mẹ thì cứ hết trải hết lòng của mình đi. Thì qua chương trình thì em cũng muốn chia sẻ với ba mẹ là cứ yên tâm về em. Nhưng là tuy là cái cuộc sống trước đây hơi khó khăn một tí, nhưng mà bây giờ nó cũng tạm ổn rồi. Nói cũng mong ba mẹ là bớt lo lắng cho con cũng như là các em đi. Nói chung là bây giờ cũng trưởng thành rồi, em cũng khỏe mạnh rồi, bây giờ chỉ có là cứ thế mà tiến lên thôi. Gia đình cứ vui vẻ hạnh phúc và luôn luôn ở bên cạnh nhau, sát cánh bên nhau thì chẳng, em nghĩ là không có gì là không thể cả. Thế thì mong muốn con cũng rất là muốn là gia đình mình cứ khi nào cũng ở bên nhau thế này. Anh kể cả có đi đâu xa gì đó cũng phải nhớ về nhau, hay là làm được gì đó cũng làm chung với nhau, kiểu như là gia đình luôn luôn đoàn kết. Đấy, thì như vậy là cái niềm động lực lớn dành cho con. Đấy là mong ba mẹ luôn khỏe mạnh. Đấy, luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Đấy, cứ cái gì nó chưa có được thì mình cứ từ từ rồi nó sẽ đến thôi. Không có gì cả. Rồi, ok rồi. Rồi nha, cố lên nha. Rồi, thì mong ba mẹ lúc nào cũng vui khỏe thế này là được rồi. Dạ, chúc mừng gia đình mình. Con chúc cho gia đình mình ngày càng may mắn, mọi thứ còn thuận lợi hơn nữa. Dạ. Điều quan trọng là luôn luôn mạnh khỏe, thương yêu nhau. Chào mọi người.